Theo báo chí Anh, huấn luyện viên Julen Lopetegui và câu lạc bộ Wolverhampton đã đạt thỏa thuận kết thúc hợp đồng sau những mâu thuẫn gay gắt xảy ra thời gian qua liên quan chính sách chuyển nhượng. Ban lãnh đạo Wolves cho rằng họ cần tuân thủ quy định của luật công bằng tài chính, trong khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn đội bóng phải tăng cường lực lượng cho giải ngoại hạng Anh sắp khởi tranh. Mùa trước, Julen Lopetegui đến dẫn dắt Wolverhampton thay ông Bruno Lage bị sa thải vào tháng 11 năm 2022, đã giúp đội bóng chủ sân Molineux chu hạng giải ngoại hạng Anh thành công. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu này, trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Wolverhampton đã chi đến 77 triệu bảng tăng cường lực lượng. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng chi hơn 120 triệu bảng mua sắm cầu thủ trong vòng 12 tháng trước. Số tiền Wolverhampton chi trong tháng 1 năm 2023 là gói kinh phí để tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, đội bóng này đã quyết định chi sớm hơn để tăng khả năng chu hạng ngoại hạng Anh. Do đó, hiện nay họ phải tiết kiệm để đáp ứng các quy định về luật công bằng tài chính, tờ Daily Mail Anh cho biết. Tuy nhiên, ở kỳ chuyển nhượng mùa hè đang diễn ra, Wolverhampton đã thu về tới 91 triệu bảng nhờ bán các cầu thủ, trong đó riêng đội trưởng Ruben Neves, trị giá 47 triệu bảng, đã chuyển sang câu lạc bộ Al Hilal của giải Saudi Pro League, Ả Rập Xê Út. Ở chiều ngược lại, Wolverhampton chỉ mới chiêu mộ hai cầu thủ là hậu vệ Matt Doherty và thủ môn Tom King theo dạng chuyển nhượng tự do. Huấn luyện viên Julen Lopetegui rất tức giận với việc ban lãnh đạo Wolverhampton áp dụng chính sách chuyển nhượng hiện nay. Sau trận giao hữu Wolverhampton thắng Stade Rennais, Pháp 3-1, trong lúc giải ngoại hạng Anh sắp khai diễn vào cuối tuần này, nhà cầm quân 56 tuổi người Tây Ban Nha cuối cùng đã quyết định ra đi. Wolverhampton sẽ bổ nhiệm huấn luyện viên Gary O'Neill từng dẫn dắt Bournemouth thay thế. Ở trận mở màn mùa giải ngoại hạng Anh 2023 và 2024, Wolverhampton có chuyến làm khách gặp câu lạc bộ Man United trên sân Old Trafford lúc 2 giờ ngày 15 tháng 8.